Rồi, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Ông 49 nha. Thì Phú Ông chúc anh em một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và tràn đầy những năng lượng và tham khảo những con số may mắn nha. Thì trước khi vào phần cặp tài lộc từng đài ba miền Nam Trung Bắc ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 12 cho anh em, thì mình xin phép kiểm tra lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh cho anh em nha. Thì anh em xem kênh cũng đừng quên cho chủ kênh một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ, đó động lực giúp kênh ngày càng phát triển nha. Đầu tiên là đài thành phố Hồ Chí Minh mình bật cho anh em là 4554, thì thành phố Hồ Chí Minh hàng 4 hôm nay về 4244, 442 nhái anh em. 44 nhân 2. Còn 54 hàng 5 nó câm. Như vậy là 5445 chưa mang lại chiến thắng cho tất cả anh em. Tiếp theo là đài Long An mình bật cho anh em là 3993, thì hôm nay hàng 3 nó câm. 93 thì vậy 90 97 gãy luôn, thật sự là đau nha. Bình Phước mình bắt cho anh em là 1661, hôm nay hàng 10 nó về số 10 17 gãy. Tiếp theo con 61 hàng 6 nó về 68 gãy luôn. Như vậy con 61 đi lộn sang hai đài. Một đài nhái đài Long An và một nhái đài Hậu Giang. Tiếp theo là con 3773, thì hôm nay hàng đài Hậu Giang nó về hàng 3 đó, 3 chục 32 337. Chúng ta ăn được con 37 một nhái. Tiếp theo con 73 hàng 7 giờ 71 75 gãy, như vậy chúng ta rực rỡ được con 7 37, chúc mừng tất cả anh em. Tiếp theo là con 3 đài là 35 53, hôm nay hàng 3 giờ 32 33 37 30 32 33 37 chưa mang lại chiến thắng con 35. Con 53 hàng 5 giờ 51 56 57 58 59 53 58 59 50 55. Chúng ta ăn được con 53 một nháy nè anh em. Tiếp theo là đài miền Trung. Đài miền Trung mình bắt cho anh em là 0880, thì chúng ta kiểm tra miền Trung ngày hôm nay hàng 0 nó về 01 08 04 06 07 02 06, rực rỡ được con 08 một nháy cho anh em. Tiếp theo con 80 hàng 8 nó về 83 84 84 87 85 86. Con 80 chưa mang lại chiến thắng, chúng ta chỉ chiến thắng duy nhất là con 08. Tiếp theo đài miền Bắc mình bắt cho anh em là đường cầu. Đường cầu này hôm qua chạy rực rỡ cho anh em với con 41, thì ngày hôm nay nó báo là 0 0440, thì hôm nay hàng 4 nó về 40 46, hàng 0 nó về 05. Chúng ta rực rỡ được con 40 một nháy cho anh em, xin chúc mừng tất cả anh em nha. Tổng kết hôm nay chúng ta chiến thắng được con 37 đài Hậu Giang, con 53 4 đài, con 08 miền Trung và con 40 miền Bắc. Còn anh em nào kết thành phố Long An, Bình Phước, 35 thì chưa hôm nay chưa mang lại chiến thắng cho anh em nha. Không sao, số của ngày này ngày khác, ngày hôm nay chưa chiến thắng thì ngày mai hy vọng ta sẽ chọn những con số cho may mắn lại nha. Đầu tiên là mình sẽ bắt cặp tài lộc từng đài ba miền Nam Trung Bắc ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 12 cho anh em. Hy vọng rằng ngày mai nó sẽ nổ nha. Đầu tiên là đài Tiền Giang. Tiền Giang mình bắt cho anh em là đường cầu 3663. Tiền Giang mình bắt cho anh em là 3663, hy vọng rằng nó sẽ về cả cặp cho anh em nha. Tiếp theo là đài Kiên Giang mình bắt cho anh em là cặp là 6776. Kiên Giang mình bắt cho anh em là cặp 6776, hy vọng rằng anh Đồng Kiên Giang sẽ cho nó về nha. Tiếp theo là đài Đà Lạt. Đà Lạt ngày mai, trước khi bắt Đà Lạt thì anh em xem kênh cũng đừng quên cho chủ kênh một lượt like nha. Anh em like mạnh mạnh cho chủ kênh có tinh thần chọn những con số chia sẻ đến đây, chiều mai nó rực rỡ cho tất cả anh em nha. Tiếp theo là đài Đà Lạt mình bắt cho anh em là cặp 2552. Đà Lạt mình bắt cho anh em là cặp 2552, hy vọng rằng anh Đồng nó sẽ nổ cho anh em nha. Tiếp theo là con ba đài. Ba đài ngày mai mình sẽ bắt cặp là 3663. Ba đài ngày mai mình bắt cho anh em là cặp 3663, hy vọng rằng anh Đồng sẽ cho nó về nha. Tiếp theo là đài miền Trung. Miền Trung ngày mai, ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được con 08, hy vọng rằng ngày mai cái cặp này nó sẽ về cái cặp cho anh em nha. Đó là con 1551. Rồi, miền Trung mình bắt cho anh em là cặp 1551, hy vọng rằng anh Đồng sẽ cho nó về nha. Tiếp theo là đài miền Bắc. Đài miền Bắc hôm nay đường cầu đó tiếp tục chiến thắng thì mình tiếp tục bám sát vào đường cầu đó nha anh em. Đường cầu đó ngày mai nó báo là 3773.
miền Bắc ngày mai đường cầu đó nó báo là 37 73, hy vọng rằng ở đồng miền Bắc sẽ cho nó về nha. Trên đây là những con số mình đưa ra đây để anh em tham khảo, anh em nào thích thì vào nhỏ nhẹ vài điểm kiếm tiền tô cháo tô phở bát mì nha, ly cà phê sáng nha anh em. Còn anh em cần chơi số chuẩn tỷ lệ chiến thắng cao thì hãy kết bạn số lô 08777 03615, sẽ có đội ngũ cung cấp cho anh em những con số chơi cho từng đại miền Nam, miền Trung, miền Bắc, tỷ lệ chiến thắng là 98-99% nha anh em. Phí từng là 500k, thì 500k thì sẽ chốt cho anh em một đài có thể hỗ trợ cho anh em con ba càng nha anh em. Thì một tuần ăn từ 5 đến 6 ngày nha. Rồi không đợi. Rồi chúc chiều mai anh em rực rỡ trên kênh cũng như trên Zalo nha. Tiền về đầy túi nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút.